Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Khởi nguồn từ hòn đảo Madeira nhỏ bé ở Bồ Đào Nha, CR7 kinh qua hệ thống đào tạo trẻ của Sporting Lisbon lên đội chính rồi được Manchester United chiêu mộ. Anh làm nên lịch sử ở Manchester United với quả bóng vàng đầu tiên rồi hướng đến đỉnh cao ở Real Madrid, giành thêm 4 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nữa. Đường anh đi không trải hoa hồng mà thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, máu và rát vàng bằng những danh hiệu, trong đó có tận 5 cúp bạc Champions League và một danh hiệu Euro cao quý. Tóm tắt ngắn gọn như thế hiển nhiên là không thể đủ về Ronaldo, cần phải bổ sung rất nhiều điều đã làm nên tượng đài ấy. Trong đó hẳn phải có sự ủng hộ của các cổ động viên, những lời chỉ dạy khuyên răn của các huấn luyện viên vĩ đại như Sir Alex Ferguson và tất nhiên rồi là sự giúp đỡ của các đồng đội nữa. Dù có vĩ đại đến đâu, Ronaldo vẫn luôn cần sự trợ giúp trên con đường mình đi. Kinh qua đến 4 câu lạc bộ khác nhau trong sự nghiệp đỉnh cao, Ronaldo đã là đồng đội với rất nhiều cầu thủ tài năng, chăm chỉ và coi trọng mối quan hệ đối tác, đôi khi thân thiết hơn là cả tình bạn gắn kết với anh. Về mặt thống kê, xét việc Ronaldo chủ yếu chơi tiền đạo trong suốt sự nghiệp của mình, chúng ta có thể điểm qua những cầu thủ đã cùng CR7 tạo ra nhiều bàn thắng nhất. Trong đó top 10 lần lượt có Ricardo Kaká, Ryan Giggs, Isco, Wayne Rooney, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Marcelo, Mesut Ozil, Gareth Bale và cùng Ronaldo tạo ra nhiều bàn thắng nhất là Karim Benzema. Dẫu vậy, nhiều nhất chưa hẳn là cảm xúc nhất, còn ít hơn đôi khi lại mang đến nhiều sự nhung nhớ hơn. Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc, những câu chuyện mà Ronaldo đã có khi chơi cạnh các cầu thủ này. Đầu tiên là Wayne Rooney, hãy điểm nhanh qua một chút thống kê. Không cầu thủ Man United nào từng ăn ý với Ronaldo đến vậy khi Rooney cùng đồng đội cả cứng này tạo ra 25 bàn thắng sau 206 trận đấu ra sân cùng nhau. Điều thú vị là mối quan hệ này từng bị thử thách cực mạnh và thậm chí là đứng trên bờ vực tan vỡ chẳng thể nào hồi phục nổi. Đó là khi Ronaldo gián tiếp khiến Rooney bị đuổi ở trận tứ kết World Cup 2006. Cụ thể, trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Anh khi ấy, Ronaldo là người nhiệt tình nhất đòi trọng tài truất quyền thi đấu của Rooney sau tình huống hậu vệ Ricardo Cavani bị dẫm vào người. Sau đó, chân sút tuyển Anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và hai ngôi sao của Man United phải mất một thời gian mới nói chuyện với nhau. Xong, Rooney biết điều tốt nhất cho Man United là nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, để rồi hai người đồng đội này đã phát triển sự ăn ý thậm chí lên một đẳng cấp cao hơn sau vụ việc. Với sức trẻ và tài năng ngày càng phát triển, họ đã dẫn dắt Man United vô địch Premier League 3 năm liên tiếp, cũng như vô địch cả Champions League vào năm 2008. Những ngày tháng kề vai sát cánh đó, họ tạo ra nhiều khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ, trong đó tiêu biểu là hai pha bóng sau đây. Thứ nhất là một pha kiến tạo được nhiều người xem là hay nhất trong sự nghiệp của Ronaldo trong trận thắng Aston Villa vào năm 2008. Đó là phút thứ 53 khi tỷ số đang là 2-0, nhận bóng từ đường chuyền tịnh tiến của Ryan Giggs, Ronaldo đã đánh gót nối để kiến tạo cho Rooney một cách không tưởng, bởi lẽ quãng đường đi sau pha đánh gót ấy là quá xa. Và còn khó tin hơn khi đánh gót hoàn toàn bằng cảm quan nhưng lại đưa được bóng đến đúng đà băng xuống và dứt điểm của Rooney. Đó là một pha bóng cho thấy họ hiểu nhau như thế nào khi thậm chí có thể phối hợp mà không cần phải quan sát. Tình huống thứ hai cũng là một pha kiến tạo của Ronaldo cho Rooney. Nhưng điểm khác biệt là họ đã tạo ra pha phản công hay bậc nhất lịch sử khi kết liễu đối thủ Bolton ở Premier League mùa giải 2006-2007 chỉ trong vỏn vẹn có 10 giây. Ronaldo là người cắt được bóng từ pha phạt góc của Bolton. Và trong thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ có anh và Rooney là những người đã chạm bóng. Họ đã phối hợp và di chuyển ăn ý đến mức tối đa bằng cảm quan về cả không gian, thời gian, sự tin tưởng với người đồng đội và cả kỹ năng xử lý khéo léo. Họ đã tạo nên pha phản công thần thánh ấy. Ở một thời điểm sau này trong sự nghiệp, Ronaldo từng tuyên bố: "Tôi nhớ việc đá cùng Rooney. Có thể một ngày nào đó, chúng tôi sẽ cùng chơi bóng một lần nữa." Chỉ câu nói đó thôi cũng đã đủ để chúng ta biết tầm quan trọng của họ đối với sự nghiệp của nhau. Trong một lần khác, Ronaldo tiết lộ một kỷ niệm với đồng đội cũ này. Trong một lần nói chuyện với đồng đội, tôi đã gọi Rooney là Pitbull, tức giống cho chọi có khuôn mặt khá dữ dằn. Lý giải về cách gọi này, Ronaldo giải thích rằng anh ấy tượng với khuôn mặt của Rooney mỗi khi mất bóng. Tôi nhớ anh ấy trở nên vô cùng mạnh mẽ mỗi khi mất bóng. Một cầu thủ mạnh mẽ với những cú sút không thể tin được, CR7 khẳng định. Cựu đồng đội thứ hai của Ronaldo mà chúng ta cần nhắc đến hẳn phải là Marcelo ở Real Madrid. Đó là một trong những đối tác ăn dơ bậc nhất trong sự nghiệp của Ronaldo. Sau đây là điều có thể bạn chưa biết và có thể bạn sẽ bất ngờ đến ngỡ ngàng khi được biết. Ronaldo và Marcelo vốn chẳng ưa gì nhau ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Họ từng đọ đầu gầm gừ suýt choảng nhau trong một trận đấu giữa tuyển Bồ Đào Nha và Brazil vào năm 2008. Vài tháng sau đó, khi Ronaldo cập bến Real Madrid với tư cách cầu thủ đắt giá nhất thế giới, mối quan hệ giữa hai cầu thủ này được dự đoán sẽ khó mà êm đẹp.
Dẫu vậy, thực tế hoàn toàn ngược lại khi vấn đề được giải quyết rõ ràng khi họ trở thành đồng đội của nhau. Thậm chí là còn hơn thế nữa khi cả hai kết hợp với nhau cực tốt mỗi khi Marcelo dâng cao tham gia tấn công. Cách mà họ phối hợp ghi bàn thậm chí tạo nên những hình mẫu cho các cặp hậu vệ cánh và tiền đạo khác trên thế giới nhìn vào để học tập. Tổng cộng, họ chơi cùng nhau đến 332 trận và tạo ra 33 bàn thắng. Thế nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của Ronaldo với Marcelo trong màu áo Real được chính anh tiết lộ lại là trong một trận đấu bình thường ở La Liga chứ không phải chung kết tranh chấp danh hiệu nào. Nhưng tất nhiên rồi, phải có nguyên do để khiến nó trở nên đặc biệt như thế. Đó là khi Real Madrid tiếp đón Valencia vào ngày 29 tháng 4 năm 2017. Đó là phút 55 và tỷ số đang là 1-0 cho chủ nhà. Luka Modric bị phạm lỗi trong vòng cấm và Ronaldo có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Los Blancos. Thế nhưng anh lại bỏ lỡ cơ hội, bị thủ thành đối phương đoán trúng hướng sút. Bi kịch ập đến với CR7 ở phút 82 khi Valencia gỡ hòa một đều bằng một pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp. Real sắp bị cầm hòa và Ronaldo sắp sửa trở thành tội đồ khiến chủ nhà đánh rơi chiến thắng. Nhưng Marcelo đã xuất hiện để giải cứu tất cả với pha dâng cao sát rìa vòng cấm, ngoặt bóng rồi dứt điểm tuyệt vời. Khoảnh khắc ấy toàn đội đã ôm chầm lấy để chúc mừng và cảm ơn Marcelo. Trong số đó, tất nhiên CR7 là người biết ơn đồng đội này nhất. Marcelo quan trọng với sự nghiệp của Ronaldo đến mức CR7 được cho là đã đề nghị Juventus chiêu mộ hậu vệ cánh người Brazil này. Không chỉ một mà nhiều lần trong thời gian gắn bó với bà đầm giả thành Turin. Còn về phía Marcelo thì sao? Hậu vệ này cũng rất coi trọng tình bạn, tình đồng đội với Ronaldo. Anh đã dốc lòng viết một bức tâm thư cảm động để tiến chân CR7 lên đường ngày anh bất ngờ Real Madrid. Trong đó có đoạn: "Chúng ta đã có gần 10 năm đồng hành cùng nhau. Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc. Cùng nhau chơi bóng, cùng nhau có những chiến thắng, những thất bại và những khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi học được rất nhiều từ cậu. Những cống hiến của cậu cho Real Madrid là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy ở một cầu thủ. Tôi tự hào vì được chơi bóng cùng cậu, không phải vì cậu là người giỏi nhất, mà vì cậu luôn là chính mình. Sau này khi giải nghệ, tôi sẽ đến quán bar rồi uống một ly bia. Sau đó sẽ kể cho tất cả nghe câu chuyện giữa chúng ta, những bức ảnh chúng ta chụp cùng nhau. Đối tác thứ ba được CR7 chỉ ra là Mesut Ozil. Sau World Cup 2010, Mesut Ozil trở thành hộ công được đánh giá cao bậc nhất thế giới vào thời điểm đó. Nên khi Real Madrid nhanh tay chiêu mộ ngôi sao người Đức, Ronaldo hẳn cũng là người vui mừng bậc nhất. Số 11 thời của Real đã sát cánh cùng số 7 huyền thoại đến 149 trận và sự kết hợp đó tạo ra 41 bàn thắng cho Los Blancos. Trong đó, Ozil kiến tạo cho Ronaldo đến 27 lần từ năm 2010 đến 2013. Tư duy chơi bóng biến ảo của tiền vệ này đặt CR7 vào rất nhiều tình thế ngon ăn, thậm chí có những pha hết sức ảo diệu. Không chỉ đa dạng về tình huống, Ozil còn kiến tạo cho Ronaldo từ những trận đấu bình thường cho đến các trận đấu lớn. Ronaldo yêu thích việc chơi bên cạnh Mesut Ozil đến mức anh đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi Real để tiền vệ người Đức gia nhập Arsenal vào năm 2013. Cụ thể khi trả lời phỏng vấn vào thời điểm ấy, Ronaldo nói đầy tức giận: "Tin tức Ozil ra đi thật tệ đối với tôi. Anh ta là cầu thủ làm bóng tốt nhất mà tôi từng biết. Tôi rất tức giận vì câu lạc bộ đã bán Ozil một cách không thương tiếc." Còn ở chiều ngược lại, Ozil khẳng định Ronaldo là cái tên xuất sắc nhất mà mình từng chơi cùng trong sự nghiệp. "Tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào xuất sắc như Ronaldo. Anh ấy là cầu thủ tốt nhất mà tôi từng sát cánh trong sự nghiệp thi đấu của mình. Anh ấy luôn làm việc rất chăm chỉ, rất chuyên nghiệp. Anh ấy đã thúc đẩy tôi rất nhiều. Anh ấy giúp tôi hiểu rằng mình phải thật mạnh mẽ hơn trong cả thi đấu và tập luyện. Thật dễ dàng khi chơi bóng bên cạnh Ronaldo, bởi anh ấy có thể ghi bàn ngay cả khi đồng đội không tạo ra quá nhiều cơ hội. Có một trận đấu tôi chỉ 2 lần chuyền bóng cho Ronaldo, và cả 2 lần đó đều được chuyển hóa thành bàn thắng. Và cuối cùng, tất nhiên rồi, đó phải là Karim Benzema, đối tác ăn ý nhất trong sự nghiệp của Ronaldo. Đó cũng chính là đáp án cho câu hỏi chúng ta đang đặt ra từ đầu clip. Benzema xuất trận cùng Ronaldo đến 342 lần và tổng cộng họ đã cùng nhau tạo ra đến 76 bàn thắng cho Real Madrid. Họ là cặp song sắt đáng sợ hàng đầu thế giới kể từ khi cùng nhau cập bến Real vào mùa hè năm 2009. Cựu cầu thủ Lyon có mối quan hệ rất tốt với ngôi sao người Bồ Đào Nha và những gì họ đã cùng nhau làm được ở Madrid là minh chứng hùng hồn nhất cho điều đó. Sự ăn ý giữa họ đôi khi đến mức phi thường và siêu thực. Quả thật họ từng như thể có thần giao cách cảm để có thể phối hợp với nhau theo những kiểu rất dị thường. Ở một phương diện nào đó, Cristiano Ronaldo sẽ luôn biết ơn Benzema vì đã rất nhiều lần trong một quãng thời gian dài hy sinh khao khát ghi bàn của bản thân để giúp người đồng đội của mình trở thành ngôi sao vĩ đại và sáng nhất của sân Bernabeu trong thập kỷ trước. Còn ở chiều ngược lại thì sau khi tỏa sáng rực rỡ góp công lớn giúp Real Madrid vô địch Champions League mùa 2021-2022, Benzema bất ngờ lên tuyển thông tri ân Ronaldo. Trong bài chia sẻ của mình, tiền đạo Benzema đã tiết lộ cách giúp anh vượt qua quãng thời gian khó khăn tại đội chủ sân Bernabeu. "Khi tôi xem những gì Ronaldo làm,
Tôi tập trung vào các động tác của cậu ấy như dê bóng, dứt điểm, chuyển bóng và xử lý bóng. Tôi cũng đã xem lại băng ghi hình để mổ xẻ về màn trình diễn của cậu ấy. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể làm được điều tương tự như Ronaldo. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ ở trong đầu.